và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của một cái vũ trường di động trước máy quay. Chúng ta có thể thấy được rằng với tín hiệu mà tôi đang mở từ trên TV xuống và với chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke và đẳng cấp của cặp loa trước máy quay. Đây là một trong những cặp loa khủng long bạo chúa được mệnh danh là một cái vũ trường di động với cặp loa Fizex 650. Được thiết kế với chiều cao lên tới 1,5 m và ngang 76 cm, sâu tới hơn 40, trọng lượng nặng vào một tạ 6 và công suất trung bình cho cặp loa này ở ngưỡng 1.500W, tối đa lên tới 3.000W trên trở kháng 8 ohm, và đặc biệt với giải trầm hoạt động xuống tới 4 ohm, mang lại cho giải trầm xuống rất là sâu và rất mềm mại, và đồng thời đẳng cấp và sự thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chân thực trên cặp loa Fizex 650. Trong đoạn nhạc quen thuộc cũng như là một số rất là nhiều những bản nhạc khác, chúng ta có thể thấy được chất âm và đẳng cấp thực sự của cặp loa này. Mời anh em cùng lưu lưu thưởng thức một vài thể loại nhạc tôi mang tới cho quý vị cơ hội tham khảo, những thể loại từ nhạc vàng, bolero hay trữ tình hay sàn hay remix, thì đây là một trong những cặp loa có chất âm chơi đa dạng thể loại và đồng thời karaoke chuyên nghiệp cho những nhà hàng, quán bar hay các vũ trường. Mời anh em cùng thưởng thức. Thấy được chất âm chơi đa dạng các thể loại nhạc và uy lực mạnh mẽ của một vũ trường chuyên nghiệp trước máy quay. Mời anh em cùng ngắm nhìn lại cặp Fizex 650. Được thiết kế với chiều cao lên tới 1,5 m, ngang 76 và sâu tới trên 40 cm, trọng lượng nặng một tạ 6 cho cặp Fizex 650. Công suất trung bình ở ngưỡng 1.500W và tối đa lên tới 3.000W trên cặp loa khủng long này. Với bộ kèn siêu khủng cũng như là hai quả súp cực kỳ là tuyệt vời, mang lại cho giải trầm xuống tới 4 ohm, sâu thẳm và phong cách chơi được đa thể loại nhạc. Với một bát chiêu trầm 40, gân xếp tẩm dầu xương đúc và từ lớn tới 20, hai ống hơi thở về phía dưới chân trên cặp Fizex 650. Phần bên trên nằm nguyên một bộ họng kèn với chiều cao lên tới tổng thể vào khoảng 1 m. Phần bên dưới là một quả trung kèn với từ lớn tới 20, họng 76, cao 55. Được thiết kế phần phân âm chính giữa của phần họng kèn siêu khủng này, chúng ta có thể thấy được rằng nguyên bộ họng của nó có 4 cầu và theo hình tháp được thể hiện cho giải trung âm cực kỳ là mượt khi nhân hóa bởi cái họng kèn siêu khủng phía bên ngoài. Đặc biệt rằng với họng kèn này của nó là làm bằng sừng, mang lại cho tiếng trung âm cực kỳ là ngọt ngào và mềm mại. Giải trầm của nó xuống 4 ohm, xuống sâu thẳm. Trầm 4 ohm thì bao giờ xuống rất là sâu, hơn các dòng 8 ohm. Độ nhạy cao tối đa lên tới 136 dB. Phần trên cùng là một quả check can. Chúng ta thấy rằng quả check can chiều ngang vẫn họng 76, nó cao vào khoảng tầm 40, hơn 40 cm.
từ lớn tới 18, trung kèn từ lớn tới 20. Nguyên cấu hình này chúng ta chơi cho những không gian phòng khách lớn hay các nhà hàng, quán bar hay vũ trường hoặc các sự kiện chuyên nghiệp. Anh em thấy rằng với sự kiện thì hai cặp loa này thì nó là khủng khiếp luôn rồi. Với cấu hình phần nội thất thì tôi đã review và đã tháo sẵn cho anh em cùng quan sát. Phần dưới đáy của nó nguyên một cái bệ thép rất là lớn, được thiết kế theo các tọa độ điều chỉnh ngổng lên ngổng xuống, quay đông quay tây, rất là tiện dụng và chuyên nghiệp. Ít cặp loa mà có cái cấu hình như thế này. Đây là phần trung âm, chúng ta thấy rằng nguyên cái trung âm của nó là cực khủng luôn, từ của nó lớn tới 20 đó. Gân vải xếp tẩm dầu, họng của nó là 7655, 76/55. Phần bên trên tôi đã review và đã tháo sẵn cái hộp phân tần to như cái âm ni, nó bề nguyên phân tần này đặng nệ khệ luôn. Đây là phần đầu dây này. Chúng ta nhìn phân tần này, giá trị không thì quý vị cứ nhìn đi ạ. Giá trị nằm ở đây, từng củ loa, từng tuyến loa hay từng phân tần. Đó, các cái quận đồng của nó to như thế này. Cái trở của nó to gấp 3 các cái dòng trở thông thường. Bảo vệ luôn cả bằng bóng cho kèn này. Đó, quý vị thấy không ạ? Nguyên 3 cái biến áp khủng này, bóng này, trở này. Bảo sao không hay, không gấu thì phần nội thất chúng ta có thể quan sát và quý vị sẽ thấy được cấu hình cực khủng. Đó, các con ốc này của nó làm bằng đồng thau luôn, quý vị thấy không ạ? Những dòng chỉnh sò thì nó làm chất ngay từng con ốc. Điều này thì tôi luôn phân tích rất là rõ. Đó, quý vị nhìn này, đây, từng cái trụ bằng đồng này, đồng thau luôn này. Bóng bảo vệ cho kèn này. Khi mà tín hiệu lớn quá thì nó sẽ nhấp nháy và nó sẽ đốt bớt tín hiệu và bảo vệ chống cháy của củ kèn. Phần bên trên thì chúng ta thấy được rằng nguyên cái củ kèn này, đó, củ kèn của nó lớn tới 16, chạy củ 8 ôm, quá khủng. Kèn này, phân tần này, trung này, bát của nó từ 20, nằm khoang dưới, đây là khoang bên trên. Họng của nó là họng sừng, quý vị này. Rất phê, mang lại cho lời hát cực kỳ là trầm ấm và ngọt ngào, không có cái liệm bị đanh và chói. Như vậy chúng ta có thể thấy được cấu hình của cặp loa P-Way. Tôi đang review cho quý vị tham khảo và trải nghiệm trước máy quay. 650 GT, một trong những cặp loa đình đám sở hữu chất âm chuyên nghiệp cho karaoke, nhạc sàn hay nhạc remix. Và chúng ta có thể thấy được rằng với những thể loại nhạc mà tôi đang mở như nhạc trữ tình hay nhạc vàng, nhạc vàng này của Sơn Tuyền, Tuấn Vũ, quý vị thấy phê nòi luôn ạ. Tín hiệu không mất tiền từ TV này. Một con A phối ghép cùng một con đẩy JBL RMA 3300 này, để đảm nhiệm cho cặp loa khủng này. Vang số C71V này, quản lý nguồn này, nâng tiếng Nexo này, mic này, mic bãi này, S580U này, mic chuyên nghiệp này. Giống mic này của nó tiếng cực nhẹ cho anh em làm sự kiện này. Sóng rất là khỏe, tới hàng trăm mét, tiếng của nó cực kỳ là nhẹ. Khi phối ghép cấu hình như thế này thì hát quý vị nào hơi còn đang trong cổ họng thì cũng phải hát được rồi. Rất nhẹ và rất là chuyên nghiệp. Với độ nhạy cao của loa tới 136 dB, công suất mạnh mẽ, không tốn kém một xu đầu tư súp hay trầm hay loa lời. Đó, những không gian phòng khách lớn thì anh em hát chuyên nghiệp thì chơi một cặp này là đủ phê rồi. Hay các quán bar hay là quán cà phê thì anh em đầu tư nguyên một cái cặp này cho những cái không gian lớn thì anh em vừa nghe nhạc new riu cho khách mềm mại và chi tiết rồi. Và với karaoke hay là sàn hay remix thì quý vị thấy rằng nó là dư thừa về chất âm cũng như là uy lực. Trên cặp P-Way 650 chúng ta đã rõ cấu hình mà tôi đang review trước máy quay. Quý vị và anh em quan tâm đăng ký kênh theo dõi và để lựa chọn mua sắm cho mình những thiết bị audio thì trên kênh của mình luôn so sánh cho anh em những phương án thiết thực nhất để chúng ta đầu tư xuống tiền mua sắm thì quý vị sẽ không bị đắt giá cũng như là lựa chọn những thiết bị cao cấp và phù hợp ở mọi phân khúc tầm tiền. Điều này thì tôi luôn so sánh cho quý vị rất là rõ. Với cấu hình của những cái cặp loa như thế này thì quý vị thấy rằng độ khủng của nó là dư thừa. Với ở đây thì tôi không nói về độ to lớn đâu ạ, mà tôi nói về cấu hình phần nội thất từ cái củ kèn đó, cũng như là phân tần hay là trung âm. Quý vị có thể thấy được đẳng cấp thực sự của dòng loa này. Trong đoạn clip tiếp theo thì mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc, những thể loại nhạc tiết tấu nhanh và mạnh mẽ, và chúng ta lại thấy được đẳng cấp và sự thể hiện vượt trội của cặp loa P-Way 650, một trong những thương hiệu chuyên nghiệp cho vũ trường, nhà hàng, quán bar hay các phòng hát lớn. Tôi đang mở từ TV, quý vị thấy quảng cáo không ạ? Chờ trong giây lát. Ok, mời anh em cùng thưởng thức.